Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Hãy tiến lên phía trước để rao giảng tin mừng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, đó là lời giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thánh lễ tuyên phong cho Thánh Junipero Serra tại Hoa Kỳ trong chuyến tông du của ngài đến đất nước này. Thánh nhân Junipero Serra là một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha. Ngài được mời gọi đến để rao giảng cho các bộ lạc người da đỏ. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em biết rồi, trong các bộ lạc da đỏ đó thì có nhiều bộ lạc là ăn thịt người. Và chẳng may Thánh Junipero Serra này bị rơi vào những tay bộ lạc đó và ngài bị tử vì đạo. Thế nhưng cái câu ngài Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco trích dẫn đó là: hãy tiến lên phía trước để rao giảng tin mừng trong bối cảnh tuyên phong cho một thánh tử đạo. Và ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta, tất cả hội thánh công giáo chúng ta, hãy tiến lên phía trước để rao giảng tin mừng. Và mới đây trong cái sứ điệp truyền giáo của năm 2017 thì Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta rằng là bất cứ lúc nào chúng ta tiếp xúc với anh chị em lương dân, anh chị em hãy nhớ tinh thần truyền giáo không phải là óc chinh phục mà là lòng yêu thương. Tinh thần truyền giáo không phải dùng vũ lực để đánh ngã người khác mà là lấy đời sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Tinh thần truyền giáo là thái độ đối thoại, là tinh thần trao đổi và tôn trọng các tôn giáo bạn. Đó là sứ điệp truyền giáo năm 2017 mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả chúng ta thi hành theo cái tinh thần truyền giáo như vậy, tinh thần của lòng bao dung, tinh thần của người chứng nhân và tinh thần tôn trọng hòa nhã với các tôn giáo bạn khác. Dựa trên bài tin mừng ngày hôm nay và cái câu mời gọi hãy tiến lên phía trước để rao giảng tin mừng và sứ điệp truyền giáo năm 2017, xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, đặc biệt với các bạn trẻ, hai điều. Thứ nhất, đó là chúng ta cũng nói một chút xíu về lý do tại sao mỗi người chúng ta, người Kitô hữu, gắn với sứ mạng truyền giáo, gắn với sứ vụ truyền giáo. Khi chúng ta được đưa đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chúng ta trở nên người Kitô hữu qua bí tích rửa tội, là chúng ta được thông chia ba chức vụ của Chúa Kitô: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Trong đó cái chức vụ ngôn sứ là chức vụ mời gọi chúng ta giới thiệu Đức Giêsu cho anh chị em lương dân, mời gọi chúng ta đưa lời của Chúa đến với anh chị em chưa biết Chúa Kitô và mời gọi chúng ta
sống tin mừng của Chúa Kitô để anh chị em lương dân qua đời sống của mình nhìn thấy Chúa Kitô, nhìn thấy được tin mừng cứu độ. Và như vậy, đó là lý do tại sao mỗi người Kitô hữu khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta được mời gọi thi hành sứ vụ truyền giáo. Thêm nữa, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ rằng là: vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, và chúng ta làm môn đệ không phải chỉ cho chúng ta mà thôi. Không ai lên thiên đàng một mình cả. Chúng ta không lên thiên đàng để đóng cánh cửa thiên đàng lại, nhưng chúng ta làm môn đệ của Chúa Kitô là để mời gọi tất cả mọi người cũng trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Và chúng ta lên thiên đàng không phải chỉ một mình chúng ta đóng cửa thiên đàng lại, nhưng chúng ta lên thiên đàng để rồi mời gọi anh chị em của mình cũng lên thiên đàng với chúng ta. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ với cộng đoàn. Điều thứ hai, xin đưa ra một số mẫu gương về vấn đề truyền giáo, để rồi chúng ta nhìn vào đó, chúng ta chọn lựa cho mình một cách thức truyền giáo sức hợp, thích hợp với đời sống của mình, thích hợp với bản thân của mình. Có lẽ đầu tiên chúng ta biết ngay, đó là mẫu gương đầu tiên, đó là mẹ Maria. Mẹ Maria sau khi lãnh nhận tin mừng cứu độ, lãnh nhận ngôi hai nhập thể trong cung lòng của mình, liền vội vã đi thăm bà Elizabeth. Cái động từ vội vã đó mô tả một con người hăng say, nhiệt huyết và từ nguyện lên đường để mang Chúa Giêsu đến cho bà Elizabeth. Và cũng vậy, chúng ta là những người trẻ, chúng ta cũng được mời gọi dẫn thân một cái tinh thần hăng say lên đường đi rao truyền tin mừng cho người khác. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em cũng như các bạn trẻ, tới đây các bạn có thể đặt ra một câu hỏi rằng: vậy thì chúng con còn công ăn việc làm, làm sao sáng sớm chúng con đi làm ở công ty, chiều tối mới về, thì chúng con đi rao giảng thế nào, chúng con vội vã như thế nào được? Chúng ta có thể đặt lại vấn đề như vậy. Thế nhưng chúng ta lại tiếp tục nghe tiếp. Mẹ Maria đến và ở với bà Elizabeth khoảng 3 tháng. Ở với, vội vã lên đường và ở với. Ở với đây chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình, trong công ty của mình, trong khu xóm của mình, trong các khu nhà trọ. Chúng ta ở với anh chị em lương dân, chúng ta đã thể hiện đời sống đức tin của mình như thế nào? Vội vã lên đường truyền giáo chúng ta có thể vì công ăn việc làm chúng ta không thể làm được, nhưng thái độ khi chúng ta ở với anh chị em lương dân và bày tỏ đức tin của người công giáo như thế nào? Hay là chúng ta lại được nhiều người nói lên là như ông Mahatma Gandhi nói rằng là: tôi tin ông Giêsu chứ tôi không có tin người công giáo. Điều đó là một lần nữa để chúng ta mời gọi xem xét lại đời sống đức tin của mình như thế nào, trong công ty của mình, trong đời sống của mình, trong khu nhà trọ của mình, trong giáo xứ, trong giáo họ của chúng ta. Và mẫu gương thứ hai, đó là mẫu gương của hai vị Thánh Teresa. Thánh Teresa thứ nhất là Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, là một nữ tu dòng kín. Và Thánh Teresa thứ hai đó là Thánh Teresa Calcutta, có thể nói rằng là một nữ tu hoạt động. Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu là quan thầy đệ nhì của các sứ truyền giáo. Tại sao Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu chỉ là một nữ tu dòng kín, nghĩa là cả ngày ngài ở thánh nhân ở trong tu viện, hoàn toàn không bước chân ra đi rao giảng tin mừng như Thánh Francisco Xavier, mà tại sao giáo hội lại đặt lên làm quan thầy đệ nhì? Xin thưa, bởi vì Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu cả một cuộc đời của ngài là một đời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Và đây là điều mà chúng ta học hỏi nơi Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Như ban đầu lễ mời gọi chúng ta cầu nguyện và đóng góp cách này cách khác, cầu nguyện là cái điều đầu tiên mà giáo hội mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, bởi vì điều đó ai ai cũng có thể làm được. Còn mẹ Teresa Calcutta thì chúng ta biết rồi, mẹ ra đi và đến với các khu ổ chuột, đến với những người Hindu nghèo khổ
đến với những giai tầng xã hội bị loại bỏ qua bên ngoài. Mới đây một cái ông giáo sĩ của đạo Hindu lên tiếng chỉ trích mẹ Teresa Calcutta. Khi ông bà và anh chị em biết tại sao, cái lý do tại sao ông ta chỉ trích không? Bởi vì thế này, sau khi ông ta chỉ trích thì báo chí mới quay trở lại, đó là nói lại ông ta, nếu như nói theo kiểu ở ngoài là đập lại ông ta đấy, thì ông ta mới đính chính rằng là bởi vì cuộc sống của mẹ Teresa Calcutta thu hút và làm cho nhiều người Hindu quay trở về với đạo Công giáo, cho nên ông ta cảm thấy tức tối, cảm thấy ghen tị với đời sống của mẹ Teresa Calcutta, nên ông ta lên tiếng chỉ trích. Chứ thực tâm ông ta rất rất không phục mẹ Teresa Calcutta. Và như vậy, đó là ba mẫu gương mà chúng ta có thể học hỏi. Và mỗi mẫu gương như vậy cho chúng ta một bài học. Mẹ Maria được mời gọi chúng ta lên đường ở với anh chị em của mình, truyền bá trong cái đời sống của mình, trong công ăn việc làm của mình, trong khu xóm của mình, trong giáo xứ và trong giáo họ của chúng ta. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu lại mời gọi chúng ta có một đời sống cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Còn mẹ Teresa Calcutta cũng mời gọi chúng ta ra đi với những ai bị bỏ rơi. Sáng nay thì giới trẻ, anh chị em giới trẻ có một chuyến từ thiện lên giúp cho các trẻ em cơ nhỡ. Và có lẽ rằng là các anh chị em giới trẻ đi trong ngày truyền giáo ngày hôm nay là mang một ý nghĩa thật là sâu sắc. Bởi vì khi chúng ta đến với những anh chị em bị bỏ rơi, các em bé bị bỏ rơi như vậy, chúng ta cũng đang bước theo con đường mà mẹ Teresa Calcutta đã sống và thi hành cái đức tin của mình. Thôi để giảm bớt cái căng thẳng vấn đề truyền giáo, xin kể cho anh chị em một cái câu chuyện về vấn đề truyền giáo vui vui thôi. Có một vị linh mục nọ đi đến một cái vùng dân tộc rao giảng tin mừng. Thì cán bộ nhà ta đến mới gặp vị linh mục và bảo rằng này, này cái ông linh mục kia, tôi cấm ông không được rao giảng về ông Giê-xu và cấm ông không được nói rằng là Chúa tạo ra con người. Thế thì ông cha này mới nói cười cười nói với ông cán bộ rằng là thế thì tôi hỏi cán bộ, nếu tôi rao giảng như vậy thì tôi rao giảng làm sao? Ông cán bộ này mới nói rằng là ông phải rao giảng rằng là chả có ông Giê-xu nào hết, ông chết rồi. Còn cái điều kia là con người là tiến hóa từ khỉ mà lên, đó là theo thuyết Darwin. Thế thì quý bà và anh chị em, nếu như chúng ta là linh mục đó thì chúng ta trả lời sao? Chúng ta phải nói lại như thế nào? Thì cha đó mới cười cười hỏi lại với ông cán bộ cái rằng là xin hỏi cán bộ rằng là nhà của ông có bàn thờ tổ tiên không? Ông cán bộ nói đương nhiên có chứ, tổ tiên ai mà chả thờ. Thế thì hỏi ông là thế trên bàn thờ tổ tiên ông đặt hình gì? Thì đương nhiên là hình tổ tiên ông bà của tôi. Thế thì cha mới nói tiếp rằng thế thì theo như lời ông nói, tổ tiên của ông là khỉ mà ra, vậy chắc chắn trên bàn thờ tổ tiên của ông phải có hình của con gì quý ông bà bè gì không? Con khỉ à? Đúng không? Nếu như mà chúng ta xét rằng là nếu như con người từ khỉ mà ra thì trên bàn thờ tổ tiên của chúng ta phải đặt một con hình của một con khỉ để chúng ta còn biết cảm ơn giống nòi tổ tiên của chúng ta. Vì cán bộ này nghe xong không nói được một lời nào và thôi. Thôi thì ông muốn rao giảng thì kệ ông, đừng có kích động người dân tộc là chống đối lại chính quyền được rồi. Bằng một câu chuyện truyền giáo vui vẻ như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nghe một cách vui vẻ như vậy, nhưng những nhà truyền giáo, các linh mục ở những vùng truyền giáo thực sự đang đối diện rất rất là nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà cần đến những lời cầu nguyện của chúng ta, cần đến những đóng góp của chúng ta, để rồi cho công cuộc truyền giáo của giáo hội của mình ngày càng tiến triển hơn, ngày càng tốt đẹp hơn. Và để kết thúc bài giảng, xin mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả cộng đoàn và các bạn trẻ. Sứ điệp truyền giáo 2017 mời gọi tất cả chúng ta rằng đẹp biết bao
khi chứng kiến cảnh những người trẻ là những nhà giảng thuyết đường phố, những người mang niềm vui, mang Đức Giêsu đến mọi đường phố, đến mọi công viên và đến tất cả những nơi, đến các công sở, và sau hết ước gì lời của Đức Giêsu được rao giảng khắp cùng cõi đất. Amen.